một bíp hai hả, thấy chưa? Đó đó, chị bình, chị bình của anh Yên là chỗ này nè, cái bình của anh Yên nè. Giờ tôi nói nè, nó nghe nè, một hai ba bốn, nó không nghe đúng không? Nè bây giờ tôi là anh Yên chị nè, một hai ba, đó vỗ tay. Tôi chưa có kéo lửa vỗ tay mà nó đã như vậy rồi, thấy không? Thấy chưa? Trời ơi, nè rồi nè, tôi cho quý vị thấy nè, ngày hôm nay nè, ai muốn em bảo hết vỗ tay đi, vỗ tay. Rồi nè, tôi cho đến tới 10 luôn nha. Nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vỗ tay đi. Ai muốn, ai muốn em này hết không, vỗ tay lên. Đây giờ đây giờ đó, bắt như là anh Yên anh chữa vậy không đó, em đâu cần vỗ tay kéo đâu, nếm tại nhìn cái người ta nói không được là tao nhìn vô miệng. 1 2 3 4 5 6 9 nhìn cái miệng người ta, nhìn cái miệng đó, anh Yên anh bắt cái chỗ đó, anh bắt được cái bài đó đó. À, bởi vì cái anh ở ngoài Đà Nẵng anh cũng con anh bị vậy nè, mà anh chữa xong với anh phát hiện ra một điều là khi xây lưng lại là nói nó không nói được vậy. 1 2 3 nó không nghe, nó không nói luôn, mà nhìn nhìn nè, 1 2 đó, thấy chưa? Đó đó, bây giờ đó đi đó, nói 1 mà điều không có lên tiếng. Ừ. Đó. Trời ghê ha. Bíp. À. Nhìn cái miệng, nhìn cái miệng mình ra. Đó thì bởi vậy á, anh Yên anh đi trị bệnh bao nhiêu năm trời là nhờ chỗ đó đó, thấy không? Đó. Cái người ta ngồi, ta nghiên cứu lại, à thì ra anh này anh chưa biện bằng dấu hiệu người ta nhìn ta biết. Khoan. Kéo thay cái đồ đó cô. Ôi đất ơi đó. Bánh mì có kéo lưỡi rồi không? Không cần kéo đâu. Giờ vô gì mấy em. Chắc thầy kéo lưỡi con quá à. À tụi con kêu này chắc thầy kéo lưỡi tụi con thấy chưa? Mới hôm nay thầy mới xuống tới đây thôi. Thầy mới bước vô cửa thôi nó tự đọc luôn à. À tụi con đứng đó quay làm rớt máy, thầy chắc thầy kéo lưỡi tụi con quá. Trời ơi là trời. Hả? Dạ. Thầy này là Võ Hoàng Ân. Võ Hoàng Ân nha. Mà nó hay gọi là Võ Hoàng Phệ á. Đó thì quý vị, quý vị là thấy là tại sao chị bệnh anh nha. Chú ơi, mẹ con nói chú có bầu. Trời ơi, mới gặp nói tôi có bầu luôn á. Mẹ, mẹ con nói chú có bầu hả? Dạ. Trời đất ơi là trời, mới gặp mặt nhau nói nhau có bầu lên sáu trời. Nằm trong đây nè. Ờ 6 tháng rồi. 6 tháng. Dạ. Hai đứa luôn, trong đây hai đứa bự quá, hai đứa song thai. Em là có một đứa thôi, anh là hai đứa. Hai mẹ. Đẻ từng đứa con lớn nhỏ, còn chú là hai đứa nằm trong đây luôn. Chú nói là chú đang song thai hiểu không? Ừ, bự dạ bá luôn rồi đất ơi. Bữa nay vui, trời ơi, nay gặp đúng là bệnh nhân của Võ Hoàng Yên luôn trời. Gặp là biểu diễn đúng bài liền, thấy chưa? Cô thấy đúng không? Hồi xưa giờ cô đâu có phát hiện điều này đâu, đúng không? Đúng không? Hôm nay còn không nói ra cô đâu có biết đâu. Trời, lúc đó ai cũng tưởng là tại cái người mà người ta nói không được á, là mình cứ nghĩ là người ta không nói không được, nhưng mà người ta nói được, nhưng mà tại không gõ lời thôi, đúng không? Bếp sai rồi. Bếp đó, thấy chưa? Ta nói mưa mà đi qua micro hàng người thì đương nhiên là phải gió. Trời ơi thân ý không bao giờ chú ơi. Nè chú. Bếp rồi. Ba. Bếp rồi. Cháu. Bếp bảy. Bếp. Cái này mà đem cho thần y thì thần y đem đi khắp thế giới luôn. Trời ơi, thầy chị hết nè, nó nói chuyện nè. Giờ, giờ hát cao kê, hát cao kê cho mọi người nghe luôn à. Hát cao kê luôn coi. Chạy dây leo đâu rồi, làm mico đâu rồi. Đập chạy dây leo. À. À. Rồi. Nè. Hôm nay là thần y đến đây trị bệnh lúc nửa đêm nha. Này là lén lút địa phương xuống trị chứ đâu có dám trị mà khơi khơi. Rồi hát ra. Hát cho bà con nghe nè. Rồi.
Ờ. Đó, ca sĩ của thầy. Đó, thấy chưa? Quá hay. Trời ơi, quý vị biết đang hát bài gì không? Bài gì vậy? Bài mà chị Hằng hay hát á. Cái bài đêm nay ngạo lộng phải cái bài gì? Đêm nay mưa gió rơi tơi bời, cái bài gì đó. Đó, cái bài đó đó. Hết. Hỏi cha tôi hát bài tụi gì? Hát bài gì vậy? Được. Vậy. Bao. Được. Ồ, ừ, lẽ gì? Bài ô lẽ bài gì? Trời ơi. Dùng ngoại ô. À, ngoại ô buồn phải không? Nhìn đêm nay khắc khoải. Gì đó? Ngoại ô buồn gì đó phải không? Được. Được. Hát bài gì trời? Chôn. 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 Sao? Được. Nhanh. Đăng linh. Lanh. Đăng. Tanh. Chanh. Là gì không biết? Không biết luôn hả? Nó thấy chưa? Ngày 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 hôm nay đó thì coi như là à, Võ Hoàng Phệ xuống coi như là mới đi tay gần thôi, chưa kéo lưỡi vỗ tay gì hết mà. Nhưng mà chưa chắc gì đã chữa được đâu, tại vì chú thử chú nói một từ gì đó cho cha con nói. Thầy trị bệnh á, thầy kêu đếm không à. Nghĩ đi, ở nhà không nói được tiếng nào mà thầy kéo lưỡi vỗ tay mà cho đếm là ngon rồi. Đếm tới 10 còn đòi gì nữa. Chung tiền đi, trời ơi. Còn cái chuyện mà muốn hát dòng cổ đó, từ từ thầy tính sao. Có tiền chú nè. Rồi. Rồi năm chị. Để thầy là chữa chạy con biết không. Thì mai tỉnh này mốt tỉnh kia chứ thầy đâu có ở chỗ đâu. Muốn chú gì thì đem lên chỗ nào mà thầy đang trị, thầy có lịch chứ không. Chú thầy mai khắp thế giới là. Chị đếm số được đúng không? Đúng rồi, chị đếm số thôi. Ba con đếm tới 10 ăn đòi gì nữa. Đếm tới 100 thử đi chú. Khó quá. Ôi, cái đó thầy học chưa có tới con ơi. Thầy chứ hồi đó giờ mình có thấy là thầy đi trị khắp thế giới có đứa nào đếm tới số 100 không? 1 2 3 4 là vỗ tay rần rần là cho về rồi. Trời ơi nó đếm. Nè con, nè chú nói con nghe, chú mà trị được ba con mà đếm tới 100 á là Mỹ nó chở chú đi liền. Dễ gì ở Việt Nam. Chú ơi. Mà nếu như mà con đếm được số 100 cho cha con rồi sao? Ôi ôi, ôi ôi, thiên tài rồi, làm luôn nè, đếm từ 1 tới 100 đúng không? Có thưởng liền luôn nè. Cái này chắc là sáng quá. Được không? Vậy thôi đếm số 100 không thôi. Không, bây giờ nè con đếm. Bây giờ nè chú là thần y. Mà chú chỉ mới có làm cho ba con đếm tới 10 thôi. Mà con mà người thường mà con làm cho ba con đếm tới 100 là có thưởng liền tại chỗ. À. Giấy đâu? Giấy đâu? Dấu, dấu, giấy đâu? Rồi, làm luôn. Bóp, 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 bóp. Con từ từ. Bóp, 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 bóp. Ở 13 đúng rồi, 33. Đó, 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 lính của thầy mà. Bóp, 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 bóp. Dùng tiếng Thái quá ha. 33. 18. 19. Ba, hai chậu. Trời ơi, đệ tử chân truyền của thần y đây chứ đâu. Trời ơi trời. Sao mới bây giờ con ở đâu mà bữa nay chú mới biết vậy? Trời ơi là trời. Trời ơi. Rồi nữa đi lắc có thưởng liền, thưởng tại chỗ. 21. 22. 21. Đó. 22. Gần nói được luôn rồi. 23. Ừ. Quá giỏi. Rõ, rõ ràng. 24. 24. 25. 25. Trời ơi. 25 mà có chữ 26. Ý là 10 á. 10 à. 10 rồi, tiếp tục. À, nãy đến tới đâu rồi? 25. 26 rồi. 26. 26. 28 luôn rồi. 26. Vậy là tốt. Tại vì là coi như là đệ tử của thầy dạy nó nhảy chữ nhảy số. Giỏi. Còn quá giỏi, tiếp tục đi con, tới 100 đi. Tới tới sáng là được rồi. Hạnh diện quá con ơi. 28 rồi đó. Sao mà chú xỉu hả?
29 đó, thấy chưa? 30 đúng, 30 luôn, rõ ràng nha. 30 rồi, giỏi. Thôi tao qua đi. Rồi sao? 30 có không, mới tới dùng nhà chưa có lưỡi. 32 trời ơi, quá gõ luôn rồi, nó gần hát được luôn rồi. Ông thầy này ông vô vài lần nữa là nói luôn à, chạy bộ được luôn á. 37 tay con gừng quá rồi. 39 hay quá chuẩn. Không, 40 rồi, đừng làm hết con, nó chở con đi qua Mỹ trước khi chở thầy á. Thôi trời ơi, vậy là coi như là tôi không ngờ luôn á, mới tôi mới bước vô nhà mà đệ tử của tôi nó dạy cái người này mà đọc tôi là 40 rồi. Tôi vô chừng từng nữa lần này chạy bộ được chắc chắn luôn, chạy vòng 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 đi được. Vài bữa là nói chuyện luôn rồi đó, hát ca cổ cho mấy anh nghe luôn. Có ai đặt lịch, có ai có muốn chở thầy đi thì nói thầy nghe, thầy đặt lịch. Đừng để công an xả xuống chở thầy kỳ luôn. Trời ơi trời, nè nè nè, nói nha, thầy vô đây thầy trị bệnh á, đừng có báo xã biết nha, chưa mang chú nha, đừng con đừng có lên xã con báo nha, xã báo xã xuất thầy tội. Con thầy chữ, con thầy dạy chữ luôn. Thầy không có giấy phép hành nghề con ơi, thầy chữ luôn, con dạy chữ luôn. Ôi con làm cho mọi người coi đi, đệ tử của ta, chân truyền của ta là đây. Chữ gần gần chữ là gần 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 gì, có vụ gì quéo lên những vậy, là cái này là cái gì? Ngủ cạo dấu A, dấu A, dấu A nó quặt lên vậy hả? Trời ơi, đâu tưởng là mày chỉ quy móc cổ người ta không à. Sao đơn đơn ờ đúng rồi, đúng rồi, đệ tử của thầy là có những chiêu mà vỗ tay kéo lưỡi móc hồng người ta đó, thấy không? Hả? Móc cho nói đúng rồi, rồi sao nữa, rồi sao nữa, rồi. Thầy móc được chứ con không móc được. Trời ơi, con dạy tao mà tới mà bệnh nhân mà coi như là nói tới 40 mà con đọc được chữ á là trời ơi, con là chuẩn bị đi Mỹ đi con nha. Không, rồi sao nữa, giờ con có tài năng gì nữa con, con làm luôn hết chưa rồi, xô ra luôn nè. À, giờ nói chứ cũng tối rồi, để cho ca nghỉ chút đi rồi con mời căn bài ca cổ tặng cho quý khán giả đi con. À, con hát hay lắm. Bà gì trời, tự nhiên kêu nghe con mà đó rồi, con đâu thuộc bài ca cổ nào đâu. Thầy hát để mai đi, mai đi thầy, bữa nay thầy vui quá, thầy gặp được bệnh nhân của thầy mà mới bước vô chưa kéo lưỡi kéo tay gì mà nó nói tới 40 mà gặp đệ tử ruột của thầy nó mới vô là nó chỉ được chữ á rồi là quá chuẩn rồi. Mai đó, mai là thầy trò mình làm tới 100 nghe con, điểm tới 100 nghe. Hả? Mai có già là 100 mà tao đi. Bút. Thầy trò. Bút. 100. Ok. Ok. Rồi. Mấy thầy trò bye bye đi. Bye bye. Quên nữa, trao quà. Anh Mạnh đưa em mượn 5 xị coi. Trời ơi. Mọi coi như là mọi sự ngu dốt anh trả bằng 15 đồng không à. Mình tưởng nó làm không được ai về ở nhà. Rồi. Cái này. Cái này là riêng thầy nha. Thượng đốc. Nhớ được cái báo xã xuống nha con. Thầy hành nghề không có giấy phép. Chưa có kéo lưỡi. Này là phần thưởng của con, mai mốt con làm vợ nó thưởng nữa. Không miếng ơi. Thôi đó thôi, để lẫn chân kiền. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Thầy trò chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình là kéo lưỡi kéo tay trong thời gian tới. Nếu mà ở xã này có biết thì tôi dời địa điểm khác, tôi là thầy chữa chạy nha, chữa chỗ này chạy chỗ kia vậy đó.
Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cô chú anh chị ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sao bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.